chào cả nhà nha. Hôm nay cuối cùng mình giải hai bé cho nhà sắp chơi nha mọi người. Mọi người nhớ coi ông Bi nha các bạn. Từ từ. Còn bon bị nó leo núi nè. Lâu lắm rồi mình cho hai bé đi chơi nha mọi người. Đó cầm chơi vậy á. Woo!
God!